hết xăng chờ nhập hàng. Đó là tình trạng của nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào tối 11 tháng 10 năm 2022, ngay sau thời điểm giá xăng được điều chỉnh tăng. Cây xăng trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 đóng cửa im lìm. Nhiều cây xăng dọc tuyến đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân vẫn tiếp tục đóng cửa. Theo thông tin từ Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, có 137 cửa hàng tại thành phố không còn xăng, tập trung nhiều nhất tại huyện Hóc Môn, Củ Chi, quận Bình Tân. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có chỉ đạo khẩn liên quan xăng dầu. Trong công văn gửi Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, đồng thời duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý. Đồng thời, các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng phải chia sẻ với những khó khăn của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua. Trong công văn chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chủ động kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố khi có tình huống phát sinh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiến nghị Bộ Tài chính ra soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cả cơ sở mặt hàng xăng dầu như mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, ra soát phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và các loại thuế nhằm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu trên cơ sở phù hợp với thực tế phát sinh và các quy định hiện hành. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm hỗ trợ giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đồng thời xem xét hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, góp phần tạo nguồn, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường.